Ừ. Con hả? Hopewell Rock, biểu tượng của NB. Hopewell Rock. Giống như nạm kim cương, nạm màu sàn gì trên đá. Đẹp quá, chỗ này đẹp quá. Cái này chắc ở dưới đại dương nó như thế nào nè ba? À, hồi xưa đất đai nó tùm lum. Đưa thuyền rửa chân. Trời ơi, rửa sao mà nước đen, nước đỏ lò nguyên cái dòng sông đó rồi kìa. Ừ. Có ba chùm cổ chim đó. Rồi em thấy. Chị thấy cái đầu trắng không? Đâu? Đó đó. À ok, thấy rồi. Mày thấy có con chim nó bay ra từ đó. Ừ. Trời ơi, hai mẹ con rửa chi, rửa nước sao mà đỏ nguyên cái dòng sông đó rồi. Trời ơi, đi xuống đây nó còn dơ thôi. Rửa cho sạch xong mới đi. Nè hay nhìn nè. Ừ. Bây giờ đi bộ đời chờ hay đi xe? Đi bộ. Xe. Đi xe. Nè tới đó tính. Đường này nè. Hey.